Luận Đại Trí Độ, quyển 95. Phẩm thứ 85, Thất Dụ, 7 Thí Dụ. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp là tánh vô sở hữu, chẳng phải do Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra, thì vì sao phân biệt có các pháp dị biệt nhau? Vì sao phân biệt có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có trời, có người? Vì sao phân biệt có thành văn, có bích trí Phật dẫn đến có Phật? Bạch Thế Tôn: Trong pháp vô tánh chẳng có các nghiệp dụng, vì sao lại có các nhân duyên tác nghiệp dẫn đến đạo vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh ở cõi trời, cõi người? Vì sao lại có Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo, được nhất thiết chủng trí, và được nhất thiết chủng trí rồi mới có thể độ chúng sanh ra khỏi các đường sanh tử? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, trong pháp vô tánh chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp quả báo. Này Tu Bồ Đề, hàng phàm phù chẳng vào được thánh pháp, nên chẳng biết được các pháp là chẳng có tánh tướng, chỉ do ngu si điên đảo mà họ khởi ra các nghiệp nhân duyên, rồi theo nghiệp dẫn mà phải thọ thân, hoặc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm trời làm người vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô tánh thì làm sao có các quả thành văn, quả bích trí Phật dẫn đến có nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đạo có phải là vô tánh chăng? Trừ thành văn, trừ bích trí Phật dẫn đến chư Phật là bậc nhất thiết chủng trí, có phải là vô tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đạo là vô tánh, trừ thành văn, trừ bích trí Phật dẫn đến chư Phật nhất thiết chủng trí đều là vô tánh cả. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh có thể được pháp vô tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có thể được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp hữu tánh có được pháp hữu tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có thể được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh, đạo cùng hết thảy các pháp đều chẳng hợp, chẳng tàn, chẳng có sắc, chẳng có hình, đều là nhất tướng, là vô tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, thấy chúng sanh ở nơi năm ấm vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, mà lại điên đảo tưởng là thường, lạc ngã và tịnh, nên dùng các lực phương tiện dẫn dắt họ đến chỗ vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phàm phù trong thần năm ấm là thật có, nên khởi nghiệp tạo tội, khiến phải qua lại trong các đường sanh tử, chẳng thoát ra khỏi được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chỗ chấp trước khởi nghiệp của phàm phù chẳng có mảy may sự thật, dù nhỏ như lông tóc, đó chỉ là điên đảo mà thôi. Này ta vì ông nói lên các thí dụ, khiến người trí hiểu rõ hơn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như ở trong mộng mà thấy có người thọ dục lạc, sự việc ấy thật có nơi trốn chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mộng là hư vọng, là bất khả đắc. Huống nữa là người thấy trong cảnh mộng mà thật có nơi trốn thọ dục lạc. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, các pháp hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, có phải là như mộng chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp ấy đều là như mộng. Phật dạy: Trong mộng có chúng sinh quan lại trong các đường sanh tử chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong mộng có tu đạo chăng? Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mộng chẳng thật có, nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bóng trong gương thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đạo vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bóng trong gương chẳng thật có, bóng ấy làm sao có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đến đạo vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bóng trong gương có tu đạo chăng? Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì bóng trong gương chẳng thật có, nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như ở chốn núi sâu có tiếng vang rội ra, tiếng vang ấy thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đạo vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tiếng vang chẳng thật có, tiếng vang ấy làm sao có thể khỏi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tiếng vang có tu đạo chăng? Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, vì tiếng vang chẳng thật có nên chẳng có thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như vào những ngày nắng gắt, người lữ hành đi trên khoảng đường trống, thấy ở đằng xa hiện ra những vùng nước óng ánh tươi mát, nhưng khi đến gần nơi đó thì chẳng còn thấy gì nữa. Hiện tượng này gọi là sóng nắng diệm. Dòng nắng ấy thật sự có các khởi nghiệp nhân duyên dẫn đã địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Sóng nắng ấy có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, sóng nắng ấy thật chẳng có nên chẳng thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được. Sóng nắng ấy chẳng thật có nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như khi mặt trời mới mọc, các đám mây trên trời hiện ra đủ thứ hình, nào thành trì, nào cung điện nguy nga. Thành trì với các cung điện nguy nga đó được gọi là thành Càn Thát Bà. Thành Càn Thát Bà ấy thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Thành Càn Thát Bà ấy có tu đạo và do tự do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thành Càn Thát Bà ấy chẳng thật có nên chẳng có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đạo vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người. Thành ấy chẳng thật có nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như nhà huyễn thuật huyễn tác ra đủ các hình tượng, nào voi ngựa trâu dê, nào người nam người nữ vân vân, để giúp vui cho khán thính giả. Xúc vật huyễn, người huyễn ấy thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đạo vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Xúc vật huyễn, người huyễn ấy có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các xúc vật huyễn và các người huyễn ấy chẳng thật có nên chẳng có thể khởi nghiệp nhân duyên dẫn đạo vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được. Các xúc vật và các người huyễn ấy chẳng thật có nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như phải hóa hiện ra các người hóa, các người hóa ấy thật sự khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đạo vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và dẫn sanh làm trời làm người chăng? Các người hóa ấy có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các người hóa ấy chẳng thật có nên chẳng có thể khỏi các nghiệp nhân duyên dẫn đạo vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được. Các người hóa ấy chẳng thật có nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Trong tướng không có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, chẳng có vậy, bạch Thế Tôn, trong vô sở hữu chẳng thể có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy, nếu như chẳng có người cấu, chẳng có người tịnh, thì cũng chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Vì sao? Vì chúng sanh an trú trong ngã và trong ngã sở, nên mới thấy có cấu có tịnh. Chân thật pháp chẳng có cấu tịnh, bởi vậy nên người thấy như thật là người chẳng thấy có cấu tịnh. Luận hỏi, trước đây Phật đã giải đáp nhiều về vấn đề này rồi, này vì sao Ngài Tu Bồ Đề còn hỏi thêm nữa? Đáp, nghĩa tùy chỉ là một, nhưng nhân duyên chấp sự có khác. Dù có Phật hay dù chẳng có Phật thì pháp tánh vẫn thường trú. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, chẳng phải do chư Phật làm ra, chẳng phải do chư Thánh Hiền làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra cả. Bát Nhã Ba La Mật quá thậm thâm, rất khó biết, rất khó lường. Chẳng có thể dùng tâm phàm phù hạn hẹp mà có thể vào trong vì diệu pháp này được. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền thường dùng các danh tự ngôn ngữ, dùng nhiều thí dụ giúp người có căn trí thông lợi, hiểu rõ được thánh ý. Trong lúc đó thì người độn căn lại cứ chấp vào danh tự ngôn ngữ mà thôi, ví như khi nghe nói pháp không thì họ liền chấp không, khi nghe nói pháp tướng tịch diệt, ngôn ngữ đoạn, tâm hành diệt, vân vân thì họ cũng lại chấp nữa. Vì sao? Vì do tự tâm chẳng được thanh tịnh nên dù nghe được thánh pháp cũng chẳng được thanh tịnh vậy. Ví như người đang bị nhắm mắt nhìn lên hư không thanh tịnh trong suốt mà lại chỉ toàn thấy là hoa đốm. Phật dùng các nhân duyên cho thấy rằng những người có tâm nghi thường hay phạm lầm lỗi. Ví như khi họ nghe nói hết thảy pháp đều là không, thì họ liền giấy niệm rằng nếu hết thảy các pháp đều là không,
và nếu không cũng là không, thì làm sao phân biệt có sáu đường chúng sanh, vân vân. Đây là chỗ nghi khó giải, nên vì lợi ích chúng sanh, Ngài Túc Bồ Đề phải nêu lên nhiều câu hỏi để được Phật rộng giải. Hỏi: vì sao Ngài Túc Bồ Đề lấy pháp không để vấn nạn Phật mà lại được Phật ấn chứng? Đáp: Ngài Túc Bồ Đề hỏi, nếu pháp không là thường trú, dù có Phật hay chẳng có Phật cũng chẳng thay đổi, thì làm sao phân biệt có sáu đường chúng sanh? Sở dĩ Ngài Túc Bồ Đề nêu lên câu hỏi này vì Ngài muốn giải nghi cho chúng sanh nhằm phá pháp chấp không của họ vậy. Dựa vào lời nạn hỏi của Ngài Túc Bồ Đề, Phật dạy: phàm phu chẳng vào được thánh vị, chẳng biết được các pháp là tánh vô sở hữu, do ngu si điền đảo mà chấp có ngã, chấp có pháp, chấp có ba cõi, chấp có sáu đường sanh tử, chấp có chúng sanh qua lại trong sáu đường sanh tử, mà chẳng biết rằng tất cả những pháp này đều là hư vọng, chẳng thật có. Do chấp tâm điền đảo mà chúng sanh khởi nghiệp rồi thọ báo, nhưng quả báo đó cũng là hư vọng, chẳng thật có. Vì sao? Vì sáu đường sanh tử đều là không, đều là giả danh. Các bậc thánh hiền đã đoạn sạch các chấp phân biệt điên đảo, đã diệt sạch các chấp hữu và vô, vào được nơi tánh vô sở hữu. Thánh hiền lấy chỗ đoạn điên đảo làm nhân tu đạo, mà vẫn biết rằng đạo cùng đạo quả cũng là vô sở hữu. Khi tu đạo ắt phải dùng không vô tướng và vô tác để phân biệt các đạo quả của hiền, của thánh có sai khác. Thế nhưng ở nơi thật tướng pháp, tất cả đều vô sở hữu, nên chẳng có đắc quả, chẳng đắc vô sở hữu, chẳng có sai khác nhau vậy. Biết được như vậy thì chẳng có gì để nạn hỏi nữa.